Xin được chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Và hôm nay ngày 31 tháng 10, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị của các bạn là một loạt xe bán tải đang được bày bán tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Và bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là các cái dòng xe bán tải. Bên Đức Trung thì chuyên về những cái dòng xe bán tải và những cái dòng xe từ 2 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ thì bên Đức Trung vẫn thu mua bình thường và chuyển về chợ ô tô cũ miền Bắc tại km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, Hà Nẵng, Hải Phòng. Và hôm nay vừa mới đi giao một chiếc Ford Ranger XLT trên Bắc Linh về, chiều cũng hơi muộn một chút, Đức Trung cũng tranh thủ thời gian lên sóng để quý anh chị các bạn ai mà quan tâm mà muốn tìm những cái dòng xe bán tải cũ thì có thể đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Ninh để xem xe và chạy thử. Vâng, quý anh chị các bạn ở xa thì cũng có thể mua được xe, bởi vì là bên Đức Trung làm cam kết bằng hợp đồng mua bán, sau đó là sẽ chuyển xe đến tận nơi quý anh chị các bạn. Và bên Đức Trung cũng hỗ trợ trả góp cho tất cả các cái xe đang bày bán tại đây. Và cái mức vay thì được khoảng từ 5 đến 60%, nhưng mà cái lãi suất thì cũng rất là ưu đãi, nó cũng chỉ khoảng độ từ 7 đến 8% trên một năm thôi. Và quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến cái mẫu xe nào hoặc là cần phải tư vấn thì liên hệ trực tiếp với Đức Trung theo số điện thoại 0965 951 955. Vâng, sau đây để không mất thời gian, và buổi tối nó cũng rất là nhanh trong cái ngày tháng 10, thì Đức Trung xin báo giá tất cả các cái mẫu xe. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn, đây là một chiếc Ford Ranger Wildtrak sản xuất năm 2016. Vâng, chiếc này được trang bị động cơ 3.2 số tự động 2 cầu. Vâng, máy dầu thì nó cực kỳ là tiết kiệm, nó chỉ từ 8 đến 9 lít dầu trên 100 cây thôi. Sơn xi thì rất là đẹp. Và xe thì được trang bị công nghệ khá là hiện đại. Và cái dòng xe này đang bán chạy nhất trong các cái phân khúc xe bán tải. Bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 690 triệu. Vâng, 690 triệu cho một cái mẫu Ford Ranger Wildtrak sản xuất năm 2016. Nước sơn là màu xanh đen, rất là đẹp. Xe thì được trang bị nhiều các cái chức năng rất là hiện đại, Đức Trung giới thiệu trong cái video chi tiết. Vô lăng tích hợp rất nhiều phím bấm và số tự động 2 cầu. Xe rất là đẹp. Vâng, chỉ với 690 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Ford Ranger Wildtrak sản xuất năm 2016, nước sơn màu xanh đen, biển Quảng Ninh 14C15214. Vâng, kế tiếp cũng là một chiếc Ford Ranger Wildtrak sản xuất 2016, chiếc này thì màu trắng, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 695 triệu. Vâng, 695 triệu là bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển, thiện chí thì vẫn còn lộc lá cho quý anh chị của các bạn. Chiếc này thì cũng sản xuất 2016, động cơ 3.2, số tự động 2 cầu, máy dầu. Vâng, xe thì cũng zin đẹp nguyên bản, không lỗi nhỏ. Vâng, quý anh chị các bạn quan tâm thì có thể đến xem xe hoặc là gọi điện trực tiếp để Đức Trung sẽ tư vấn cho và sẽ có cái giá tốt nhất cho quý anh chị. Vâng, Wildtrak trắng 2016, 3.2, 2 cầu, số tự động, 695 triệu. Vâng, bên cạnh là một mẫu Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2015, trang bị số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.2. Vâng, chiếc này bên Đức Trung đã rút hồ sơ rồi. Thế và được trang bị số sàn. Mà con này là form mới, lái điện. Nó cũng không khác gì Wildtrak. Vâng, cũng có cruise control, rồi cũng có điều hòa tự động, rồi là nó chỉ khác cái này là số sàn thôi, chứ còn các cái chức năng của nó cũng gần được như Wildtrak. Sản xuất 2015, bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 505 triệu.
khoảng 505 triệu. Ford GXLT màu trắng sứ rất là đẹp. Và ở bên cạnh là một mẫu Ford GXL, và chiếc này thì cũng lên gần như là XLT rồi, nó chỉ thua XLT cái là ga tự động thôi. Vâng, chiếc Ford Ranger bản XL sản xuất năm 2018 màu trắng sứ, vâng, form mới rất đẹp, biển Quảng Ninh này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 565 triệu đồng. Vâng, 565 triệu cho một cái mẫu Ford Ranger XL trang bị động cơ 2.2, vâng, số sàn 2 cầu. Vâng, đây là cái phần nội thất của xe này. Vâng, số sàn 2 cầu. Vô lăng tích hợp rất nhiều phím bấm, và nó chỉ thua cái bản XLT là ga tự động thôi. Tất cả các trang thiết bị của nó, gương kính điện, phanh ABS, túi khí, rồi la răng đúc, lốp láp thì đẹp cả dàn. Vâng, 2018 565 triệu đồng. Form mới rất đẹp, máy số zin, thân vỏ zin. Vâng, cam kết là không một lỗi nhỏ, không đâm va, không ngập nước. Vâng, kế tiếp là một mẫu Mazda BT sản xuất năm 2014, trang bị số tự động 2 cầu, động cơ dầu 3.2. Vâng, chiếc xe này được chào bán với giá là 425 triệu. Vâng, xin lỗi quý anh chị các bạn, mẫu này là 2014, số tự động 2 cầu, máy 3.2, 425 triệu. Vâng, bên cạnh là một mẫu Mazda BT50, vâng, sản xuất năm 2013, số tự động 2 cầu, máy dầu 3.2. Vâng, chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 405 triệu. Vâng, 405 triệu. Vâng, bên cạnh là một mẫu Mazda BT50 màu xanh ngọc, sản xuất năm 2013, vâng, số tự động 2 cầu, máy dầu 3.2. Cái dòng này thì 3.2 thì nó cũng khung gầm máy móc thì nó cũng như là dòng WinTech, nhưng mà nó khác cái form dáng thôi, chứ còn tất cả các cái chức năng ở trên xe thì nó cũng gần được bằng WinTech. Bên Đức Trung đang chào bán mẫu xe trên với giá là 405 triệu, 2013. Vâng. Vâng, bên cạnh là một mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2014 màu bạc. Vâng, chiếc này trang bị số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2. Vâng, giá chào bán là 400 triệu đồng. Vâng, bên cạnh là một mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2016, trang bị số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2. Vâng, chiếc này đang được chào bán với giá là 465 triệu. Vâng, 465 triệu. Vâng, Mazda BT50, chiếc này sản xuất năm 2014, số sàn 2 cầu. Vâng, 410 triệu đồng cho một cái chiếc Mazda BT màu trắng sứ. Bên Đức Trung đã rút hồ sơ rồi nhé. Vâng, nên là quý anh chị các bạn là mua về ra tên bấm biển thì nó rất là nhanh. Vâng, trong buổi sáng là có biển để gắn lên xe rồi. Vâng, bên cạnh là một mẫu Ford Ranger bản XLS. Trước này thì độ full WinTech về cái hình thức, rồi là tất cả các cái trang thiết bị của nó giống như WinTech, nhưng mà thực tế nó là XLS sản xuất năm 2016, số tự động 1 cầu, máy dầu 2.2. Trước này thì máy số zin. Vâng, thân vỏ thì được ốp body kit, rồi là tất cả các trang thiết bị trên xe thì được full đồ chơi rồi, nên là rất đẹp. Giá chào bán là 540 triệu đồng. Vâng, 540 triệu cho một mẫu Ford Ranger XLS độ, vâng, sản xuất 2016, rất đẹp. Vâng, kế tiếp là một mẫu Triton sản xuất năm 2017. Chiếc này thì trang bị số tự động 2 cầu, động cơ dầu 2.4, vâng, nước sơn là màu lông chuột. Vâng, bên Đức Trung đang giao bán mẫu xe trên với giá là 605 triệu đồng. Vâng, biển Hà Nội 29C89310, xe rất đẹp. Vâng, ở kế tiếp là một mẫu Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2017. Vâng, chiếc này thì cũng full đồ chơi, xe rất là cứng cáp, không một lỗi nhỏ, máy số zin, thân vỏ zin.
Vâng ạ. Giá chào bán là 560 triệu đồng. Vâng ạ. Kế tiếp là một mẫu Forerunner bản Wildtrak 2.2 trang bị số tự động một cầu. Xe thì đã có lắp thùng thấp. Và dòng Wildtrak này thì nó là một trong những cái phân khúc đứng đầu trong cái hàng Forerunner. Vâng, bên Đức Trung chào bán với giá là 480 triệu. Vâng, 480 triệu. Con này đi rất là tiết kiệm dầu và anh em rất hay đi công tác nhé. Đi xuyên ngày xuyên đêm bằng chiếc xe Wildtrak 2.2 này. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn. Ai mà ưng cái mẫu xe nào thì có thể đọc biển số hoặc gọi điện trực tiếp cho Đức Trung để Đức Trung sẽ gửi các cái đường link cho quý anh chị các bạn xem chi tiết và về cái giá cả cũng như là tất cả các cái thủ tục ngân hàng hay là như thế nào thì bên Đức Trung sẽ hỗ trợ nhiệt tình để quý anh chị các bạn để sớm mua được xe mang về sử dụng phục vụ công việc cũng như là phục vụ gia đình trong những cái dịp năm hết cuối năm này, nó nhiều dịch dã rồi là mưa gió bão bùng, có cái xe ô tô đi nó rất là tiện lợi, nó mang lại nhiều cái lợi ích. Cái chìa khóa của ông anh lấy đâu rồi? Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.